Kiểm tra khắc phục bão số 3 tại một số địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung huy động phương tiện, nhân lực cho công tác tiêu úng, bảo vệ diện tích lúa và hoa màu. Đối với diện tích lúa bị đổ ngã, cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân buộc dựng lại, đồng thời tiến hành thống kê cụ thể, sát thực tế những thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời. Cần huy động lực lượng dọn dẹp đường giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vận hành có hiệu quả hệ thống thủy lợi, kênh mương, trạm bơm và các cống tiêu thoát nước để không ngập úng ở các khu vực sản xuất, dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra là hết sức cần thiết và khẩn trương. Ngành điện lực huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh sau bão.